Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video để giới thiệu đến các bạn những cái tính năng chi tiết hơn của cái chiếc tai nghe Sony WH-XB700 này. Và đầu tiên sẽ là những cái bước, những cái thao tác để giúp các bạn có thể kết nối chiếc tai nghe này vào thiết bị của mình. Các bạn sẽ bấm và giữ luôn cái nút nguồn này trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 giây để nó vào cái chế độ pairing ha. Đây, ở đây là cái chiếc tai nghe nó sẽ chớp xanh hai cái và liên tục như thế này, nghĩa là cái chiếc tai nghe nó đã vào chế độ pairing và sẵn sàng kết nối. Lúc này các bạn sẽ mở Bluetooth trên điện thoại của mình lên. Các bạn chờ vài giây để cái điện thoại của mình nó sẽ search xung quanh và tìm những cái thiết bị Bluetooth gần đây. Đây các bạn có thể thấy là chiếc iPhone của mình nó đã tìm thấy chiếc tai nghe WH-XB700, mình chọn vào. Rồi, connected, như vậy là cái phần kết nối đã xong. Và một trong những cái tính năng rất là thú vị trên cái chiếc tai nghe này đó là nó được tích hợp khả năng gọi trợ lý ảo. Và Sony cũng đã thiết kế một cái nút bấm riêng ngay trên tai nghe để mà cái thao tác sử dụng nó dễ dàng hơn cho người dùng. Và mình sẽ thực hiện cái bước gọi trợ lý ảo cho các bạn xem. Mình sẽ bấm cái phím bấm custom này để gọi Siri và ra một vài cái lệnh nào đó để mà chúng ta cùng xem là nó có thực hiện có tốt hay không ha. Open YouTube. Ok, rất là tốt, rất là chính xác các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nghe một bài hát nào đó coi. Play solo Jenny from Blackpink. Ok, rất là chính xác, rất là tốt. Đó, các bạn có thể thấy rất những cái thao tác bấm và gọi ra lệnh rất là dễ dàng và rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, trong cái quá trình trải nghiệm sử dụng cái chiếc tai nghe này trước khi mà thực hiện video cho các bạn thì mình đã đặt ra một câu hỏi, mình phát hiện ra rằng cả cái chiếc tai nghe và cái chiếc điện thoại này nó ở rất là gần mình. Vì vậy mình đặt ra một câu hỏi là không biết là cái lệnh mà Siri nghe được từ mình đó là thông qua cái micro trên tai nghe hay là cái micro trên chiếc điện thoại này. Vì vậy mình đã nhờ một người bạn đem cái chiếc điện thoại này đi ra một cái khu vực khác. Tuy nhiên nó vẫn nằm trong cái khoảng cách kết nối của Bluetooth các bạn ha. Và mình đeo cái chiếc tai nghe, mình ra lệnh. Và rõ ràng là nó thực hiện lệnh rất là tốt, rất là chính xác. Nghĩa là cái khả năng gọi trợ lý ảo, hỗ trợ trợ lý ảo trên cái chiếc tai nghe này hoạt động rất là tốt. Rồi, như vậy là mình đã xong những cái bước giới thiệu đến các bạn tính năng gọi trợ lý ảo trên chiếc tai nghe Sony WH-XB700. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video của mình.